Nhảy xuống thanh vải
Cô nhận nhé. Một thằng gì đó là. Biết rồi, nhảy xuống thanh vàng rồi bắn đi. Cô máu không? Không, không. Tí nữa mày cứu tao nha. Ơi, một thằng bên em nè bảo. Thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Thôi nó chạy qua đây rồi nè. Nó bắn nó cái này. À, đúp. Ơi, đừng, đừng. Ủa, nó bắn mất kìa. Má, tao không có súng để tao bắn nó nè. Tức ghê. Để đây không ơi. Ê. Núp vô. Mày bắn tao. Làm súng rồi. Nó dưới sao lộn mày đi nữa. Kìa nó dưới kìa. Thôi cái kính nó ta đem. Má tao còn có 3 máu sao nhảy xuống mày. Còn có 4 máu à, 40 máu à. Thôi mày thách ra đi. Thích đẹp nữa tụi canh. Không tụi canh đâu. Thấy không? Thì không. Thế. Có một phải đang chơi mà. Thì thôi kệ đi núp đi. Rồi chết tí nữa cô. Chết. Chết tụi canh đó. Chết thì ra đi. Đợi toàn chơi xong đã. Thế ra. Kì bắn nó đại đi. Mày không mấy chi. Nóng bây giờ. Còn bắn mà sợ gì. Quay. Ui. Sao mà cứu được. Quay. Ú, nó đằng sau đó kìa mà. Nó đằng sau mày kìa. Dùng chi bóc đít đấy. Bóc đít, bóc đít thôi. Câu ba đâm báo mày chết mày. Đúng rồi. Hồi nãy thét nó đi cho rồi. Nó được 12 à. Nó tao không nhận sử nha. Nó có một thằng. Nguy hiểm ghê chứ. Mà nãy nãy yêu máu mà. Thằng kia nó đóng ngay hai đầu. Thì một quay kia nó luôn. Nó biết gì hồi nãy đừng có. Đừng có sung cho rồi. Để em tay, để em tay.